cơ chiến tranh thế giới đã hiện hữu ngay trước mắt khi đồng minh thân cận của Tổng thống Putin vừa có tuyên bố lạnh gáy, đó là sẽ đánh chiếm ba nước Pháp, Đức và Ba Lan nếu vẫn tiếp tục viện trợ cho Ukraine. Cụ thể, vào ngày 7 tháng 6 vừa qua, người đứng đầu nước Cộng hòa Chechnya là Ramzan Kadyrov nói rằng lực lượng đặc nhiệm Akhmat của Chechnya bao gồm 3 sư đoàn là một đội quân rất lớn đủ sức chiếm cả Ba Lan, Pháp và vươn tới cả nước Đức. Điều này sẽ xảy ra trong tương lai gần nhất nếu kẻ địch không thay đổi chiến thuật của họ. Vị thủ lĩnh của Chechnya đưa ra tuyên bố trên trong bối cảnh đội đặc nhiệm Akhmat là một đơn vị quân sự mới được thành lập vào tháng 9 năm 2022 với chỉ khoảng 2.000 binh sĩ được huấn luyện chuyên nghiệp, trong khi chỉ tính riêng nước Đức từng có một đội quân hùng mạnh nhất thế giới trong Thế chiến thứ hai. Và đến nay, mặc dù quân đội Đức bị giảm sút và hạn chế về quy mô, nhưng Đức vẫn đang là nền kinh tế lớn nhất châu Âu, đứng thứ hai thế giới, đồng thời là một trong ba quốc gia xuất khẩu nhiều nhất thế giới. Đừng đánh thức con quái vật. Lịch sử nhân loại sẽ không thể quên ngày 1 tháng 9 năm 1939 khi Hitler phát động tấn công xâm lược Ba Lan mở màn cho Thế chiến thứ hai. Khi đó, Hitler đã dùng kế sách giả mạo bị Ba Lan tấn công trước để biện minh cho hành động của mình. Sau đó, quân Đức rất nhanh đã triển khai lực lượng lớn và áp dụng chiến thuật chiến tranh chớp nhoáng để đánh bại Ba Lan trong vài tháng. Mặc dù cuộc tấn công này đã khiến các nước phương Tây như Anh, Pháp tuyên chiến với Đức, nhưng đến cuối năm 1941, quân Đức vẫn có thể chiếm đóng được gần như toàn bộ châu Âu và Bắc Phi. Cuối năm 1945, Đức đã thua trong Thế chiến thứ hai, nhưng đến nay tiềm lực của nước này vẫn cực kỳ đáng nể. Trong tuyên bố xây dựng siêu nhà máy Giga Factory của Tesla tại Berlin, Đức, tỷ phú giàu nhất hành tinh Elon Musk từng nói rằng tất cả mọi người đều biết về trình độ kỹ thuật xuất sắc của nước Đức. Đó là một phần lý do vì sao chúng tôi sẽ đặt siêu nhà máy châu Âu của mình tại Đức. Chúng tôi cũng sẽ mở một trung tâm kỹ thuật và thiết kế ở Berlin, vì Berlin là một trong những cái nồi kỹ thuật của thế giới. Quả thực, nước Đức là quê hương của các nhà máy sản xuất máy móc và thiết bị công nghiệp cơ khí hoạt động tốt nhất châu Âu, với doanh số kỷ lục 260 tỷ euro vào năm 2021. Ứng dụng vào quân sự, trình độ kỹ thuật và công nghệ của Đức đã giúp chế tạo ra nhiều loại vũ khí hiện đại và kỳ quặc, một số trong đó được xem là mạnh nhất thế giới. Điển hình là xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2A7. Đây là phiên bản mới nhất của dòng xe tăng Leopard 2 nổi tiếng, được thiết kế bởi công ty Klaus Maffei Wegmann cho quân đội Đức. Xe tăng này có lớp giáp bảo vệ 360 độ, động cơ 1.500 mã lực, hệ thống điện tử tối tân và hệ thống vũ khí cực mạnh, bao gồm pháo nòng trơn L55 120mm, súng máy 12,7mm và súng máy 7,62mm. Dòng xe tăng này có thể di chuyển với tốc độ tối đa 72 km/h và tầm hoạt động lên tới 450 km. Dòng xe tăng Leopard luôn được xem là một trong những xe tăng hiện đại và đáng gờm nhất hành tinh. Gã khổng lồ ngủ không yên. Trong bối cảnh Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, Đức là một trong những nước viện trợ quân sự nhiều nhất cho Kiev. Hiện tại, Đức chuẩn bị điều phối diễn tập không quân lớn nhất trong lịch sử của NATO, với kịch bản là đáp trả cuộc tấn công nhắm vào một thành viên của NATO, với sự tham gia của hàng nghìn binh sĩ và hàng trăm máy bay quân sự. Cuộc diễn tập này có tên Air Defender 23 và dự kiến diễn ra từ ngày 12 đến ngày 23 tháng 6, với sự tham dự của 10.000 binh sĩ và 250 máy bay từ 25 quốc gia, trong đó có 2.000 lính vệ binh quốc gia và 100 máy bay Mỹ. Không quân Đức chính là lực lượng sẽ điều phối cuộc diễn tập Air Defender 23 này. Tất cả các lực lượng tham gia diễn tập dự kiến sẽ thực hành kịch bản đáp trả một cuộc tấn công nhắm vào một quốc gia thành viên của NATO, và các hoạt động sẽ diễn ra trên bầu trời châu Âu, chủ yếu ở Đức. Thụy Điển, quốc gia đang nộp đơn gia nhập NATO cùng với Nhật Bản sẽ tham dự Air Defender 2023. Quy mô của nó đã khiến đại sứ Mỹ tại Đức là Amy Gatman cho biết hôm 7 tháng 6 rằng đây sẽ là cuộc diễn tập gây ấn tượng mạnh mẽ với bất cứ ai theo dõi. Cuộc diễn tập sẽ chứng minh tính linh hoạt và khả năng hành động của lực lượng phản ứng nhanh thuộc Liên minh quân sự NATO. Còn vị trung tướng không quân Đức là Igor Gerhardt thì tuyên bố rằng lãnh thổ NATO là lằn danh đỏ và chúng tôi sẵn sàng bảo vệ từng tấc đất. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không thực hiện bất cứ chuyến bay nào hướng về Kaliningrad, do đó cuộc diễn tập này chỉ nhằm mục đích phòng thủ. NATO đưa quân vào Ukraine. Cuộc diễn tập lớn nhất của NATO diễn ra trong bối cảnh cựu tổng thư ký của khối này là ông Anders Fogh Rasmussen, người đóng vai trò cố vấn chính thức cho Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cho biết một nhóm các quốc gia NATO gọi là Liên minh tình nguyện do Ba Lan dẫn đầu có thể sẵn sàng đưa quân tới Ukraine nếu các quốc gia thành viên, bao gồm cả Mỹ, không cung cấp các đảm bảo an ninh hữu hình cho Kiev.
Tuyên bố này đã khiến Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga là Dmitry Medvedev lập tức đáp trả rằng Fob Rasmussen trước đây không phải là một người thực sự khôn ngoan. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Guardian, ông ấy tuyên bố rằng ngay cả khi Ukraine không nhận được lời mời gia nhập NATO ở Vilnius, các quốc gia của liên minh này vẫn có thể gửi quân đội của họ đến Ukraine theo cách riêng của họ. Nhưng người dân của những quốc gia này đã được hỏi ý kiến chưa? Ai trong số họ muốn chiến tranh với Nga? Họ có thực sự muốn các cuộc tấn công bằng vũ khí siêu thanh vào châu Âu không? Và Mỹ nghĩ gì về điều này? Điều đó cũng sẽ ảnh hưởng đến Mỹ phải không? Tất cả các quốc gia đều thấy rõ rằng nếu Mỹ muốn đánh bại Nga, chúng ta sẽ hướng tới một cuộc xung đột trên quy mô toàn cầu. Nếu Mỹ muốn đánh bại Nga, chúng tôi có quyền tự vệ bằng bất kỳ loại vũ khí nào, kể cả vũ khí hạt nhân. NATO thực sự đã tăng gấp đôi quân đóng ở Đông Âu. Phát ngôn viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO mới đây đã xác nhận rằng NATO đã tăng gấp đôi quân đồn trú tại Đông Âu, từ 5.000 lên gấp đôi, tức 10.000 quân kể từ năm 2021. Trước nay, NATO luôn coi Nga là mối đe dọa trực tiếp và đáng kể nhất đối với an ninh của các nước đồng minh trong nhóm và đối với hòa bình và an ninh trong khu vực châu Âu và Đại Tây Dương. Trong khi đó, Nga thì lập luận rằng việc NATO tiếp tục mở rộng về phía đông sau chiến tranh lạnh và việc khối này cam kết sẽ kết nạp Ukraine tạo ra các mối đe dọa không thể chấp nhận được đối với an ninh quốc gia của Nga.